Các bạn, ngày hôm nay bác sĩ Duy sẽ hướng dẫn các bạn một bài thái cực quyền tám thức. Bài thái cực quyền tám thức là một bài rất đơn giản, không yêu cầu phải di chuyển nhiều và các bạn có thể tập ở bất cứ nơi nào trong văn phòng của bạn, ở nhà, trong vườn hoặc là ngoài sân. Thì ngày hôm nay Duy sẽ tập ở trong văn phòng và sau đây Duy sẽ hướng dẫn mọi người từ tư thế phía sau. Nếu như những bạn nào mà chưa từng tập thái cực quyền thì chúng ta có thể bắt đầu cùng với Duy bằng cách đứng thẳng, hai vai thẳng, tay song song, hai chân chúng ta song song với nhau và chúng ta hít thở đều ba hơi. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào từ từ, nhấc chân trái lên. Thở ra, đặt mũi chân trái xuống từ từ, hai chân giữ trọng tâm. Đưa hai tay lên ngang vai. Thở ra. Khuỷu tay và cổ tay hơi cong. Hít vào. Đưa tay trái lên, đưa tay phải lên. Tay phải vào tay phải. Làm tay chưởng ra phía trước. Thở ra, hít vào, tay trái đưa lên trên, gập vào tay trái. Thở ra, làm tay chưởng ra phía trước. Nghiêng trọng tâm qua lưng phải, hít vào. Đưa tay phải lên trời, tay trái ôm khuỷu tay phải. Mũi chân trái sát gót chân phải. Đưa gót chân trái ra phía trước. Tay trái vào tay trái, làm tay chưởng ra, một tay gạt ra ngoài, một tay chưởng ra phía trước. Lâu tất đảo bộ, nghiêng người ra sau, hư bộ, xoay mũi chân ra phía trước, đưa tay trái lên trên, tay phải vào khuỷu tay trái, đưa mũi chân phải vào gót chân trái, xoay người qua phải, đưa gót chân phải ra ngoài, đặt nhẹ xuống phía trước, làm một tay chưởng, tay trái chưởng ra, tay phải gạt ra ngoài, lâu tất đảo bộ, tiếp tục, nghiêng người ra sau hư bộ, xoay mũi chân, đồng thời tay chúng ta ôm cầu. Mũi chân trái sát bên gót chân phải. Đưa gót chân trái ra ngoài. Sau đó làm động tác giả mã phân tung, một tay gạt từ dưới lên trên, một tay gạt từ trên xuống dưới. Tiếp tục, nghiêng người ra sau, mũi chân trái hướng ra phía trước, dồn trọng tâm ra bên trái. Đưa mũi chân phải vào gót chân trái, đưa gót chân phải ra ngoài. Từ từ đánh tay phải ra phía trước ra ngoài, tay trái xuống dưới, ra bên. Đây là động tác giả mã phân tung bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ xoay người để làm động tác vân thủ. Một, hít vào. Rút chân phải sát bên chân trái, xoay người qua bên phải. Thở ra, tiếp tục đưa chân trái ra ngoài, hít vào. Thở ra, hít vào. Thở ra. Chúng ta sẽ làm động tác kim kê độc lập. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục. Dồn trọng tâm vào chân trái. Hít vào. Hai tay bắt chéo trước ngực. Thở ra. Hũ đâm cước. Đặt chân xuống. Hai chân, hai tay bắt chéo trước ngực. Hít vào. Đá gót chân trái ra. Thở ra. Đặt chân trái xuống, trọng tâm dồn vào bên trái, ôm cầu, đặt mũi chân phải xuống, thở ra, lãng tức vị. Hít vào, hai tay kéo, đẩy, thở ra, hít vào.
thở ra. Dùng trọng tâm ra sau, xoay mũi chân. Làm động tác ôm cầu. Chúng ta sẽ có một lần nữa động tác làm thức biển. Một, thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Động tác thập tự thức, hai tay bắt chéo trước ngực. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Như vậy là Duy vừa mới hướng dẫn cho các bạn xong cái bài tháng cử quyền tám thức. Và bây giờ mời các bạn sẽ tập với Duy một lần nữa ha. Chúng ta vừa mới tập xong bài Thái Cực Quyền tám thức. Chúc cho các bạn có nhiều sức khỏe. Bye bye.